nhảy bên kia mà đâu ạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Một cái âm thanh rất là lạ phát ra. Đây là một cái giống như là một cái chuồng cô bác quý anh chị, nhưng mà không phải dùng để nuôi con vật, mà đây là nơi mà cô đang nhốt một người con của mình. Thật ra thì đây là một thanh niên khá là khỏe mạnh, nhưng anh này một lần á đi biển không may thì bị bạn của mình đánh đến bất tỉnh, và thậm chí á hiện nay thì anh đang có vấn đề về thần kinh. Tiếp cận với anh á là một cái điều gì đó rất là khó. Để tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của anh á thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ nghe sự chia sẻ của mẹ của anh cũng như là người em gái ruột của mình. Vì sao anh lại trở nên vậy nha cô bác anh chị? Tụi con chào cô ha. Dạ. Thì vô đây đi Như. Thì tụi con được Như á dạ chia sẻ rằng là anh của mình dạ đã từng đi tàu biển và bị tai nạn về nghề nghiệp, gọi là tai nạn về nghề nghiệp. Thì hiện nay thì anh đã nằm gọi là lúc quên lúc nhớ, nằm bất động vào mọi cái sinh hoạt hàng ngày á. Dạ. Đều trông chờ vào cô với lại Như. Thì dạ không biết là cái cuộc sống của mình như thế nào mà vì sao anh đi biển lại bị đánh như vậy nha cô. Dạ, nói không nghe lẫn tai. Em qua đây đi nha. À. Em qua đây đi. Em qua đây không sao đâu. Là hỏi sao mà nó đi biển lại quýnh vậy đó. Qua đây đi, không có sao anh em. Trước đây anh đi biển như thế nào mà bị... Thì nói cho nghe kiểu như là em nó kiểu như là nó đi đi chơi. Bữa đó nó hỏi đi chơi. Rồi cái cho nó đi chơi, không cho nó đi, rồi cái nó bướng nó nghe lời bạn nó đi chơi nó mất tích 3 năm rồi. Rồi đi kiếm hoài, đi kiếm đầu này đầu kia kiếm mà không gặp nó, cũng khóc nhiều lắm. Cái đầu cái có thằng bạn của nó kêu mà không biết trời khui khiến gì nó về lại đây, đi tới đó nó kêu dì ba ơi, con cho dì ba hay cái này mà con của dì á nó ở ngoài á, bây giờ nó bị khùng rồi, nó đi gì nó đi ghe người ta, đi ghe này nó qua ghe kia người ta đánh nó muốn chết luôn, giờ nó đánh bằng chén không à, nó ăn đang ngồi ăn cơm nhưng quánh bằng chén. Là đi đâu? Đi ta đưa đi dịch vụ đi ghe á. À. Tại sao lại bị đánh? Không biết nữa thì vậy đó. Em qua đây hỗ trợ cho mẹ chứ không sao hết. Tụi anh chia sẻ để cho mọi người biết. Nó kiểu như là nếu nó bệnh hay là sao không biết, kiểu như nó mà cũng được á. Rồi người ta đánh nó đó. Đi có đem tiền về không cô? Không, hồi mấy năm trước thì nó đi mần á, còn mốt mốt mua được vậy tủ nó đập hết rồi. Rồi mà rồi sau này là đi là tiền là người ta xài hết trơn, không có gửi đồng bạc nào chứ. Nhà của cô có mấy người? Có hai mẹ con ở nhỏ đó, có chồng ở riêng đó đó. Như là có chồng rồi. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Như mẹ không nhớ gì. Con em nhiêu tuổi Như? Dạ em 25. 25, còn anh? 28. Anh đó tên gì? Tên Đồng. Anh Đồng, còn em là Như. Thì anh Đồng có gia đình không? Không, con trai nó lớn lên á. Kìa đó, nó tỉnh rồi kìa, nó ngồi lại. À, có tên Đồng. Dạ. Dạ không, nó bình thường vậy đó, chứ đâu có phá được đâu. Bây giờ lấy cãi nó ra rồi, nhưng mà nó có người lạ. Có người lạ là lại rồi nói chuyện đàng hoàng lắm. Mà ở nhà thì khắc khẩu ai người này nó quánh gì hoài, nó quánh hoài luôn á. Nó quánh một lần hay là xỉu chết queo rồi chở đi bệnh viện công an bắt nó bệnh. Cái tay của cô mà bị lãng tay yếu là do bệnh là mũ nhỏ tới lớn á. Là đi 3 năm là không đem tiền về. Dạ. Rồi về phát hiện ra là bị bệnh vậy luôn. Dạ. Đi ở đâu cô, đi biển ở đâu? Thì nó đi biển Sông Đốc mình đi biển mà Sông Đốc mình. Kiểu như nó bán ra hồn, nó bán ghe này ghe kia, nó bán chuyện hoài vậy đó. Thì nhỏ mà cũng nổi nó đánh. Rồi lúc mà phát hiện anh bị bệnh vậy là ở đâu? Là bà Mai Đồng Vàng ở bên chợ bên đó đó. Người là bả la là cũng như là bả chuột về, người ta đánh quá bả chịu không nổi, bả chuột về rồi cái bả đưa ra đi hợp đồng 6 tháng. Đưa đi hợp đồng 6 tháng rồi cái ra ngoài đừng nỉ bả nói để bả cho vô, bả không cho vô rồi mới đem ra công an. Ra công an rồi mới cho nhỏ vô, nhỏ bị khùng luôn. Cô là người Khmer hay là người Kinh? Người nhà, người này.
Trời ơi, sao không giúp mẹ, không biết nấu. Em qua tiếp, mẹ đi không có gì đâu. Vì sao mà bây giờ Như chắc có lẽ là em sẽ hỗ trợ mẹ để mà chia sẻ về cái cuộc đi ghe của anh như thế nào á Như. Tại vì mẹ thì cơ tay thì cũng bị yếu nên là nữ là mẹ không thể nào mà chia sẻ được cho tụi anh cũng như là cô bác với chị hiểu á. Em là có chồng rồi hả Như? Dạ có rồi. Mấy con? Dạ hai. Năm nay em nhiêu tuổi quên? Em 25. 25. Chồng em làm cái công việc gì? Dạ đi ghe. Đi ghe? Dạ. À, anh hai bị bao nhiêu năm rồi? Dạ bị cũng mấy năm nay rồi. Rồi kiếm được về rồi cũng vậy đó, rồi chở đi cũng có chở đi khám mà khám cũng không, người ta cũng không nói bị gì hết trơn, người ta cho thuốc uống mà cũng không hết nữa, cũng vậy đó. Hiện nay là em sống với lại chồng mình. Dạ. Còn mẹ thì nuôi phải nuôi anh hai. Dạ. Thì cái công việc hàng ngày á, mẹ làm cái công việc gì để nuôi anh hai? Dạ thì cũng có làm gì đâu, hồi lúc đó có đi làm công ty cũng gần đây nè, mà làm được có mấy ngày cái ginh đồ bị té trọng hơi xỉu, biết bao lâu rồi mới tỉnh rồi về nghỉ luôn. Dạ. Rồi ba của mình đâu? Dạ ba với mẹ thôi, hồi lúc em với anh em còn nhỏ xíu à. Dạ. Là cô nuôi em từ đó giờ luôn. Dạ. Rồi em với chồng em làm cái công việc, chồng em đi biển em làm cái công việc gì? Dạ em nhà giữ hai đứa nhỏ. Thôi bây giờ em dạy anh đi qua bên một tí xíu nữa ha. Có một cái dạ, vấn đề sao mọi người phải cẩn thận nè. Anh nghe nói là dạ, mỗi lần xuất ra là anh dạ có đánh mẹ mấy lần rồi đó, đánh bả mà có lần đánh bằng cây đấu vuông á, mà đánh bả té nằm ườn xuống cái cây cầu qua nhà em á, mà gãy cây đố luôn. Đó dạ. Do kích động nặng hay sao? Dạ, có cái bà nói ở ngoài mưa ngoài gió nè, lúc mà chưa nhốt lại á, rồi kêu nó bận đồ vô này nọ vậy đó, mà nó quạo lên rồi cái nó xông vô nhà đập vậy đó. Rồi bây giờ gào lại hết chưa? Dạ, gào đóng bằng cây. Có nghĩa là không có sức. Dạ không, chỉ đóng bằng cây mình thôi à. Đóng thành một hình vuông không thì đi dạ, ra thôi. Có mấy đợt hổm nó cũng chui ra mấy lần rồi đó. Trời. Anh nghe nói mỗi lần đi ra là gây nguy hiểm cho rất nhiều người đúng không? Dạ, nó lại đằng này đằng kia rồi nó phá vòng vậy đó. Mà bả cự nó, bả nói gì nó cái là nó nổi khùng lên nè. Mỗi dạ, lần đi ra ngoài gì đó là có dạ, mặc đồ gì không? Dạ không, ở chuồng ở chằn vậy đó. Mà hổm thì ở ngoài săn nó không nhốt lại á thì mưa gió cũng ngủ ngoài săn luôn. Rồi không có cái gì che cho nó, làm đồ che cho nó thì nó dở hết trơn. Trời ơi. Là anh em dạ, không mặc đồ nằm trong thành cũng năm ngoài 2 năm trở lại đây à, nó lúc bận lúc không vậy đó, đừng có. Rồi bây giờ em dạ ở đây hình cặp ở cái nhà này là cắt lâu chưa Như? Cắt lâu rồi, cắt rồi ngoài à. Bé tháo. Ở ngoài 2 năm vậy đó. Vậy hả? Dạ, lúc mẹ bà bệnh đi mổ rồi cắt. Ôi trời ơi. Vậy sau xong đó là không có dừng lại đó, ảnh có khi nào xuống sông luôn không nhờ? Dạ cũng có lúc nó cũng lội với người nó lội lên vậy đó. Anh Đồng ơi. Dạ. Chừng nào anh đi tàu biển nữa? Đi rồi. Để đi rồi. Đi sát cho mé nè, để nó sập. Mấy bữa anh đi nữa. Cái đầu không? Hổm đi nó sát vô không? Hổm có tóc á mà nó ngồi bứt nhổ hết trơn à. Đâu rồi? Hả? Anh nói sao? Cái này á. Anh quay lên được không? Anh quay lên nói chuyện với em được không? Quay lên làm gì ông nội? Đâu có đẹp trai không? Cứ vợ chưa? Trời ơi, bên kia mà vợ giống như chiếc ma. Hả? Sao không có vợ? Gái mình giống như đi kiếm tôi làm gì ông nội. Thế em hỏi anh là có vợ chưa? Có rồi. Vợ ở đâu? Nhà tôi anh đắng á. Rồi, mới có mấy con rồi. Dạ. Có mấy con rồi. Mới nói sàm sàm gì đó. Ba đứa mà, chết hai đứa còn đứa mà. Chết hai đứa con cái gì nữa không? Con gì của mẹ đó rồi. Cái gì? Con cái gì của anh rồi. Nhớ năm nay nhiêu tuổi không? Nhớ. Nhiều? 39 tuổi rồi. 39 tuổi rồi.
Phải không đó, em nghe nói anh mới có 19 tuổi mà. Nói sầm sàm suốt luôn gì đó. Ăn cơm chưa? Em hỏi ăn cơm chưa, chứ em đâu có hỏi là uống nước chưa đâu. Cơm mà. Hả? Cơm em muốn ăn. Sao không ăn? Ở nó mưa có bị ướt không hả Trần? Dạ. Mưa có bị ướt không? Sao mặc đồ vô? Cái này mà nó làm một cái sầm xuống một cái sập hết rồi. À. Gì mà vui dữ vậy? Mới cười chứ gì đâu. Gì mà vui á? Không có, tại vì mấy anh cười cười theo. Có cười đâu cười. Mới thấy cười cái sọc đó. Rõ ràng lắm mà. Đâu đâu đâu, coi cho em coi cái tô cơm này, ăn cơm gì á? Cơm không à anh ơi. Tao dở lên giùm em ơi. Rồi, quay mặt lên coi kìa. Phải con mình lại không kìa, để sau lưng kìa. Dạ, nhìn lên, nhìn thẳng lên. Thấy ai đâu. Đây nha, nhìn thẳng lên, ngước lên. Đây nè. Dạ. Ủa sao anh không thấy đường hay vậy? Trời ơi, cha ơi, có thấy ai đâu mà biết. Kìa, có bé mà sao kìa. Bé là nít của bà con của người ta không nói cha. Con anh là con trai hay là con gái? Bé con. Trời, con không biết con trai gái luôn. Bé hoài mà đứa rồi, con hoài mà nội. Ta hỏi thiệt mà, biết, đừng biết dẫn đi thăm con. Con ai? Con anh á. Đuôi con đâu, đơn đuôi con nội. Nãy hỏi anh mới bảo con. Em có anh, em có anh bạn đi tên cũng tên Đồng nữa nè. Một đồng. Còn anh là mấy đồng? Một đồng chứ anh chi. Anh nói dùng tao kìa mà kìa. Ở chuồng anh Trần nha, có bạn rồi đâu. Cái gì đồng? Anh bạn này là anh là có một đồng. Nhìn đồng với cái gì đâu. Anh là nghìn đồng luôn hả? Ờ, để nhớ nghìn mình luôn. Ừ. Lệ hỏi thăm anh vậy mà. Ba. Anh ngủ vậy có mũi chích không? Không. Không mũi chích hả? Ba. Ừ, mẹ nghe. Anh ngồi gì được không? Ngồi là chuyện nói chuyện với mấy em chút thôi. Được sao? Tại ngủ vô đâu có ngồi gì được đâu. À. Anh muốn đi ra ngoài chơi không? Đi ngoài được, đi ngoài làm gì? Ở nhà vui hơn đúng không? Anh đâu lạ đi lắm, không đi chơi lại đi bến trời gì. Vậy là anh nhìn thấy rồi. Anh nè. Anh cứ nằm sấp vậy hả Như hả? Dạ không, cũng ngồi, cũng bình thường. Ngồi, ngồi bình thường. Dạ. Hôm nay có tụi em lại nè, ngồi chơi tâm sự với tụi em coi. Như nó không có bằng đường mà. Không. Mưa gió thì sao Như? Không có mùng mền sao? Dạ thì cũng vậy, cũng có cho đó mà nó đem vô dục rồi lúc dục thì nó xé. Hả? Dạ. Dục dưới sông hết luôn. Dạ. Có lúc giật rồi dục rồi có lúc xé bỏ cho à. Có đưa chiếu đồ cũng ra cũng vậy chứ. Rồi cái việc vệ sinh tắm rửa của anh ngồi chơi. Dạ. Sao? Không có tắm được, bởi vô tắm cho nó không có chịu. Nó không cho, nó nạt, nó chửi phải không à? Ờ, vì sao? Ăn mà dục bỏ lên mày đổi thừa. Như đổi thừa không ha? Dạ, dạ, mẹ con. Ở bên kia kìa. À, ôi, ở đây là ở có cái view của, view ở dưới sông luôn kìa. Ngày xưa dạ. Đi biển là anh đi tàu nào anh nhớ không? Xuồng chứ đi tàu vậy? Đi biển phải đi tàu, đi ghe, dạ, chứ đi xuồng, đi cho chìm à. Vậy? Ngày xưa anh đi biển kìa, anh đi làm biển kìa. Té, đi vô, đi vô, 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 vô đây kìa, té. Anh mới nói đi xuồng luôn á. Thôi đừng có nói giống nội ơi. Trời ơi. Nãy giờ. Mình nói hồi thì mình không hiểu là mình đang nói gì luôn á. Hả? Đây, dạ. Anh chỉ không có quần áo gì cả. Có một cái miếng mốt hơn đồng hả? Có đưa đồ, có đưa quần áo bạn mà đem dục hết trơn à. Dục hết rồi. Mốt này có thể gửi làm bằng cái quần được luôn á. Sao anh không chịu cắt mấy cái tội quần cho anh xem với. Tội dùm là cắt mấy cái rồi nó dở dùm nó chơi mà đừng tắt không á. Được chứ ông, nãy giờ đang đắp này chứ đâu không được. Cái này là không nhận biết nhà cô đây hả? Cô nấu nướng ở đây hay gì? Dạ cũng có bếp trên mà
cũng nấu với này, nấu với này thường. Sợ tốn ga, sợ hết ga, nhịn đói. Nên nấu lò củi. Nói chung là thấy cũng tội nghiệp anh ha. Dạ. Nhưng mà cái việc mà anh như vậy á. Dạ. Là do là anh đi thường lên những cái cơn vào quậy phá hàng xóm nên phải đóng như vậy hay sao nha? Dạ thì với lại cũng đánh bả thường xuyên đó. Chứ hàng xóm thì nó không có dám lại. Chỉ cũng có sợ. Dạ cũng sợ với mà nó cũng không lại đằng xóm. Nó có phá vòng vòng thì có. Mà anh nghe nói là anh Đồng đó có một lần muốn cày dao cứ cổ cô. Dạ có. Là có là em kể lại cái sự việc ngày hôm đó cho tụi anh nghe. Dạ là lúc á mẹ không biết làm gì bên đây nè, em cũng đang có bầu bé này nè. Cái em đang bên nhà cái không biết sao đó rồi em nghe mẹ la làng quá trời, em chạy qua thấy nó đang cài dao anh cổ quá mà cái dao nó lục nó vẫn vàng. Dao lục nó cái bả đỡ cái tay ra. Cái nó cứa với giò bả có lần sâu hút luôn. Rồi cái em qua em la cái nó hỏi tin tôi giết luôn mày hay không. Rồi cái hồi cái nó buông bả ra rồi nó đi em kéo bả qua nhà em á. Lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Dạ. Là từ lần đó là lần đó là dạ. Nhà mình nhốt rồi. Dạ không, chưa, lần đó rồi cái thêm một lần nữa là đánh bả bằng cây đố á, gãy cây đố luôn đó. Đánh mới nằm dài qua cầu luôn rồi cái nó chạy về đây rồi nó giật cây dao phai bự đó đó. Chạy qua tính chém bả, em kéo bả lẹ lên nhà em rồi em đóng cửa lên em phá lại đó. Chứ không có nằm đó nó chém thành mấy khúc không biết á. Ôi trời. Anh muốn hỏi là tại sao nhà mình không gửi đi trại tâm thần? Dạ mẹ em không có giấy tờ gì trơn, hộ khẩu đồ không có rồi đó, không có. Rồi gửi đi thì cũng có qua bên cơ quan bển hỏi người ta rồi mượn người ta làm giấy luôn mà người ta nói là không có giấy tờ nên ta dạ nên không có đưa đi được. Nếu mà đưa đi thì tốn tiền. Dạ, nghe nói vậy đó tốn nhiều chứ mà nhà bà cũng đâu có tiền bạc gì đâu gửi đi. Phải có giấy tờ thì đỡ hơn. Đối với những người mà sống ở biển này đó dạ. Thì cái việc mà sống đi tàu biển mưu sinh là cái việc khá là bình thường dạ. Thì tại sao anh mình lại anh không hiểu là cô nói là đi theo dịch vụ biển là sao anh không hiểu á? Dạ cái đó là như nó đi chơi với bạn bè nó rồi xong rồi người ta dụ nó ta đưa đi ra ghe luôn dạ đưa đi ra ghe rồi mấy năm trời đó đâu có gặp đâu có kiếm được đâu tự rồi. Là chết rồi. Dạ cũng không biết mất tích lâu nữa rồi cái đợt đó nghe cái thằng bạn á đi vô đây nè rồi nó nói có gặp anh em đi ghe vậy đó rồi bên cái bà anh kia cái chạy qua bển năn nỉ bà hỏi bà rồi cái bà mới đưa vô làm dữ lắm bà mới đưa vô á. Ở địa phương này thì ở vòng vòng ở đây thì có nhiều người bị giống như trường hợp anh dạ, của cũng anh có nhóc nhiều hả? Dạ đi khơi khơi qua bên đó dài dài thì người ta dụ đi nhậu này kia nè, vô quán xá rồi người ta bắt người ta đưa đi bình thường. Người ta bắt đi luôn hả? Dạ, thì người ta nói vô quán xá nhậu rồi người ta nói thiếu tiền người ta đó. Thiếu người ta mười mấy triệu, hai chục gì đó rồi người ta đưa đi. Là bị vậy hai lần hả chị? Dạ, này bị lần đó tới giờ luôn đó. Kiếm về được vậy đó. Nhưng mà lúc đó anh em là cái thời gian mất tích bao lâu mới kiếm được vậy? Dạ, đâu chừng 3 năm gì đó. Anh các anh á thì thấy cái ngôi nhà của mình khá là tạm bợ, làm từ những cái cây dừa nước nè. Dạ. Thì đây là cây... mình tự cất hay là sao anh? Nhưng dạ cậu có cậu đó ông phụ cắt đó giùm đó. Ừ. Mưa dạ. Có tạt dữ không? Dạ không, nó cũng giọt ít vậy hả? Cũng giọt lâm găm vậy đó. Cũng có vài chỗ giọt chứ không có tạt nha. Cậu ngoài đó cắt á. Rồi ổng cũng mua cây ổng cho đó ít á. Okay. Mua lá rồi nó cũng ổng luôn á. Là anh thấy trời mà có giông rồi gió dạ thì cũng gió lắm. Ở đây thì nước mặn thôi nha. Dạ. Vì sử dụng nước thì sao? Nước thì có cây nước với cái nén nó bơm. Dạ. Rồi như vậy thì hàng đêm cô ngủ một mình thì thấy bắt ăn cho cô á. Dạ. Căn nhà thì cũng yếu và có một người anh thì cũng bị tâm thần. Dạ. Rồi cô ngủ một mình như vậy thì thấy khó khăn cho cô á. Dạ. Thì cũng nói với bà nói ngủ tối ngủ nhớ coi chừng nó sợ nó trèo ra bất tử á. Rồi giao đồ ở nhà cũng sợ nữa kêu bà tối đem đi giấu không á. Ôi trời.
chứ sợ nó leo ra bất tử rồi ban ngủ nơi nữa, ban đêm em nhà bển cũng đâu có hay đâu. Có thể tối cho mẹ qua ngủ chung với em được không? Dạ mẹ không có chịu, ở nhà cửa rồi bỏ đó, với lại ban ngủ cũng quen rồi. Cái nhà của mình là tại sao phải dừng những cái miếng bạc này, là do mưa tạt hay sao? Dạ vì gió quá đó, dừng ấy lại cho nó bớt gió. Còn cái ở dưới là cái nền gạch mà cô lót gì ạ? Dạ đất không à. Đất hả? Dạ đất rồi bả nện lên rồi chảy mấy miếng thảm này. Cái này là đất đúng không? Dạ đất. Ồ. Bả ghinh vô á, mà nên nó ghinh vô lâu lâu cái ghinh vô dài bọc vậy đó. Dạ đất lên. Dạ. À, còn không có chỗ nào có tiền thì mua miếng simili. Còn dạ. Không có tiền thì mua dạ. Lượm bột mũ. Hồi đó cái này cái dũng. Cái này là cô lót ấy hả? Cô đem đất vô luôn hả? Dạ. Thấy cái độ đất này còn mềm nè, mềm lắm. Dạ. Mới ra vậy nè. Còn mới lâu lâu cái đem như vậy bọc rồi bả nện lại. À, chỗ cô ngủ là ở trong đó đó hả? Dạ. À. Rồi cô đâu có lao động gì ra tiền hả? Dạ. Vậy thì sao cô sinh sống được? Thì cũng có bán rượu rồi đó, được người này kia uống bán được vài lít rồi cũng đủ mua cái này kia rồi với ở sao nè, có cái Dũng cậu cũng cho đó, bả thả được vài tôm gì đó mà bắt cũng không có nữa, lâu lâu được vài con rồi bả móc móc vậy rồi mấy ngày vậy bán. Ồ, như vậy là em nói bán rượu là rượu mình nấu hay là mình dạ lấy không lại? Lấy á. Dạ. Như vậy là một lít mà bao nhiêu? Dạ một lít lời được 2-3 ngàn gì đó. À. Dạ. Rồi cũng thì cũng đủ tiền mua nước mắm này kia, chứ nhiều khi người ta hỗ trợ đồ đó, ta thấy hoàn cảnh tội nghiệp này có thằng này nè, rồi người ta xin cái phiếu cho có phát gạo rồi đó, người ta cho cũng được chục ký gì đó, cũng lâu lâu vậy đó cũng đỡ. Có nghĩa là người ta trợ cấp gạo cho mình? Dạ không, lâu lâu có đợt như người ta phát cho người này kia, rồi người ta thấy bả tội nghiệp quá, rồi người ta xin cái phiếu lại á. Xin cái phiếu lại rồi cho bà một phần gạo vậy đó. À. Dạ. Thấy cũng vất vả. Dạ. Chứ bà không có làm được gì cho người bệnh nữa, đâu đi làm được rồi thêm giữ thằng này nữa. Trước đây thì anh Đồng đó là chưa đi biển thì anh khỏe mạnh thì anh làm giúp cho cô. Dạ cũng có. Có làm đi cũng đi ghe chăn vô nè rồi cũng lo cho mẹ, mà từ lúc mà đi theo bạn chơi rồi mất tích rồi tới tìm về được thì cũng khùng khùng vậy đó. Em là 25 tuổi, còn anh dạ. Đồng là bao nhiêu? 28. 28 tuổi là khoảng 25 tuổi thì anh đã bắt đầu đi ghe rồi. Không, đi ghe hồi nhỏ luôn á. Đi từ nhỏ luôn hả? Dạ, đi hồi lúc mới 13, 14 tuổi à. Lúc đó thì đi từ nhỏ vậy thì có thu nhập có gửi cho cô nhiều không? Dạ thì cũng có, lúc có lúc không gì đó, chứ đâu phải đi ghe lúc nào cũng có đó anh. Dạ, lúc thắt lúc trúng. Mà anh nghe nói được rằng là trước đây anh cũng đi thì cũng có thể tập tụ thời gian bạn bè. Dạ. Để mà có chích đó, có không? Dạ có hút chích gì đó cũng có đó. Ờ. Có lúc về còn ở nhà chưa có đi á, cũng tụ tập bạn bè rồi về nhà cái cũng chơi đồ dữ lắm rồi, nó dốc bởi là người ta thiếu tiền tay, về xin tiền bạn trả. Cái về xin tiền nguyên một giỏ vô luôn, mấy thằng kia cũng vô nữa, hăm dọ cái bà đưa tiền trả, ai nhà vừa cầm tiền nhảy xuống đi với người ta luôn, mất tiêu luôn. Nguyên nhân là anh cũng thiếu nợ người ta. Dạ. Rồi sau đó là anh mới đi ghe cho người ta, giống như là đi ghe thấy mạng vậy, thấy thân vậy. Ừ. Để mà trả nợ cho người ta đúng không? Dạ em cũng không biết nữa, thì nó bạn bè lại rủ đi rồi là mất tiêu luôn á. Ngày xưa anh học lớp mấy anh nghỉ? Học lớp mấy? Học lớp 4. Học lớp 4? Dạ. Còn em? Dạ em học lớp 6 em nghỉ. Dạ. Ui, ngày xưa là không có tiền là lo cho anh ăn học nghỉ dạ. Sao? Dạ không có tiền, với mà hồi đó nó muốn phụ mẹ đó rồi đi ghe. Dạ à. Rồi nghỉ, chứ cũng đâu có tiền đâu mà học. À. Bây giờ thì con hỏi cô cái ha. Dạ. Cái mong ước lớn nhất của mình đó cô là gì cô? Chị mong là các mạnh thường quân là giúp cho chị, là cho cha cho em hết bệnh là chị đi làm. Ừ. Chỉ mong vậy thôi. Dạ. Có mong mọi người ủng hộ tiền mình nhiều không?
mình cũng không có dám nói biết nói gì hết. Em nói chung là bà chỉ mong là giúp cái thằng đó khỏe thôi đó. Chứ nói vậy hoài bà cũng khổ cũng chết luôn. Thật ra thì cái khó khăn nhất của cô á là gánh nặng là từ anh Đồng á. Dạ. Cô chỉ mong rằng là anh Đồng được có thể gửi đi trại tâm thần. Dạ. Thì cô sẽ rảnh thời gian và cô có thể đi làm ở công ty cũng được. Dạ, dạ. Còn bây giờ thì cô ở nhà cô cứ giữ vậy, cô đâu có giải quyết được những cái chuyện gì đâu. Dạ. Đúng không cô? Dạ, ở nhà thì bắt giữ nó không đi làm gì được. Dạ. Ôi trời, cũng khổ ha anh Đồng ha. Ừ, đúng rồi. Cũng khổ, chỉ biết nói. Hôm nay á thì con đến đây. Dạ. Con thay mặt cho cô My ở Mỹ á gửi cho cô 1 triệu. Dạ, chị cảm ơn cô My ở Mỹ nhiều lắm. Dạ. Chúc cô My ở Mỹ mừng ăn phát đạt. Dạ, con gửi cho cô 1 chai dầu để cô sức. Giúp những người dạ. Hơn chị nha. Dạ, đây là chai dầu của chú Kevin á Trần ở Mỹ luôn. Dạ rồi, có anh Đồng, anh một dạ anh một đồng cũng có gửi cho cô đó kìa. Dạ thì hôm nay con cũng xin trích phần của chị Phương ở bên Đài Loan trao tặng cho cô là 500.000 để cô có tiền. Giờ chị cũng cảm ơn chị Phương, chị Phương ở Đài Loan. Dạ chị cảm ơn nhiều lắm. Chị em cũng chúc cho chị Phương là mừng ăn phát đạt vui vẻ, gia đình sống được hạnh phúc. Chị không biết nói gì hơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi cô. Thì các Mạnh Thường Quân, cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Xin cảm ơn cô nha. Trong cuộc sống và cũng đã chia sẻ vì cuộc sống gia đình. Thôi thì con có dịp được về đây, được kết nối với lại Như là con của cô á, thì có thông tin cho con biết là về cái hoàn cảnh của anh của mình. Thì đây là một cái điều rất là khó khăn đối với cô trong thời điểm hiện tại và cũng như ở trong thời gian sắp tới. Thì con mong cô bác của chị sẽ hoặc là có mọi người có thể thấy được video clip này để có thể đưa anh vào một cái trại điều trị bệnh để cho anh khỏe hơn. Đồng thời đó thì có thể giúp cho cô được rảnh thời gian để cô có thể sinh sống qua ngày được. Và ngày hôm nay thì về đây thì con cũng thay mặt cô My gửi một cái phần quà cho cô. Thì con chúc cô sức khỏe và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip ở tại đây. Và chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như là cô My ở Mỹ đã đồng hành và ủng hộ cho Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị ạ.